Nếu mà phải đối mặt với những cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam hoặc Olympic Việt Nam thì em ngại nhất là đối mặt với cầu thủ nào? A là Toàn Đầu Bảng, B là Hải Con, C là Phượng Đầu Nấm hay là D là Đức Cọt? Thực ra thì những cầu thủ đấy thì đều là những tài năng, hiện tại là đều là những tài năng và những ngôi sao tấn công hiện tại rất là tốt của bóng đá Việt Nam. Em thì thi đấu với Hoàng Anh Gia Lai rất là nhiều. Phan Văn Đức thì là đồng đội của em. Thì thực sự là còn Quang Hải thì cũng không phải là cầu thủ thi đấu mà em phải đối đầu thường xuyên. Nhưng mà trong những cầu thủ đó thì đều là những cầu thủ điểm mạnh là kỹ thuật cá nhân và kiểm soát bóng rất là tốt. Những tiền đạo đấy thì em đánh giá rất là cao. Ai thì em cũng đánh giá cao cả. Em thì khá hiểu Văn Toàn và Công Phượng. Nhưng mà cầu thủ mà em cảm thấy khó khăn, em cảm thấy khó khăn thì em nghĩ là thời điểm hiện tại thì em nghĩ là Quang Hải. Quang Hải có lối chơi khá là hiện đại. Văn Toàn và Phan Văn Đức thì có lối chơi khá là giống nhau. Thường thì chấp thời cơ rất là tốt. Công Phượng thì rất là lắt léo, đi bóng rất là lắt léo, đột biến. Có thể làm những việc mà rất ít cầu thủ Việt Nam có thể làm được trong những tình huống cụ thể trên sân. Mà Quang Hải thì em thấy lối chơi của Quang Hải rất là hiện đại. Không giữ nhiều bóng, không giữ bóng lâu. Mà Quang Hải thường chuyển chạy rất là nhiều, kỹ thuật cá nhân rất là tốt và sút xa. Cú dứt điểm của Quang Hải thì em nghĩ là đó là tổ chức đặc biệt của Quang Hải. Những cú dứt điểm của Quang Hải em nghĩ là rất ít cầu thủ Việt Nam có thể làm được.